Rồi em xin phép được giao lưu với mọi người một lô đá thật anh tự nhiên nha mọi người, đá thòn còn là tự nhiên. Đây là thật anh khói nha mọi người. Đây mọi người xem, đây là đá hoàn toàn là tự nhiên nha. Em quay cho mọi người xem. Rất đẹp nha mọi người. Đây là thiên nhiên nha, đá thiên nhiên. Có viên nó bự nhất là 35 kg nè mọi người. 35 kg mọi người, viên này to lắm. Tổng lô em quay tổng lô. Mọi người quan tâm thì liên hệ cho em số điện thoại 035 336 9229 nha mọi người. Số này có kết nối bên Zalo nha. Ngoài ra bên em còn có thật những viên tại anh dụng như gì nè mọi người. Nhưng mà cái này mọi người nhờ cắt mài trang sức thì rất ok nha. Đây là viên thạch anh khói nè mọi người. Đá là tự nhiên hoàn toàn nha. Mọi người quan tâm thì cứ gọi cho em số điện thoại 035 336 9229 nha mọi người. Số này có kết nối Zalo nha mọi người. Rất là nhiều nha. Lô này ở đây của em rất là nhiều ha. Thạch anh này là thạch anh tự nhiên nha mọi người. Bên em có cung cấp đá thạch anh rải nền nha mọi người. Mọi người có xây nhà, hạ cất nhà gì đó thì có nhu cầu mua thạch anh vụn để về rải nền thì cứ liên hệ cho em ha. Em có bán đầy đủ ha. Rất nhiều nha mọi người. Mọi người cần bao nhiêu em cũng có hết. Tôi cũng lâu lắm rồi em không có ra cái video cho mọi người xem. Viên này có nhiễm u linh bên trong nha mọi người. Viên này rất đẹp này. Mấy ký nha mọi người. Mọi người quan tâm mặt hàng đá thạch anh tự nhiên năng lượng cao thì cứ liên hệ cho em ha. Qua số điện thoại em sẽ để bên dưới ha. Nói chung là thạch anh tự nhiên thì nói chung nó không có da kính của nó không có rinh, không có đẹp lắm nha mọi người. Mọi người muốn đẹp hay về chắc qua tay mài dũa thì nó mới đẹp, chứ còn nếu ai thích cứ để tự nhiên chơi thì nó tốt hơn, do thiên nhiên tạo sao thì mình làm cái gì nha mọi người. Đây em quay hết toàn bộ lô của nó luôn, rất đẹp. Đây, nhiều viên rất đẹp mọi người, đây tự nhiên hoàn toàn. Đây như cái mặt này là nó hơi xấu nè mọi người. Nói chung khai thác lên thì nói chung không thể nào tránh va chạm. Còn mặt này là rin nha mọi người, mặt này là ok. Rất nhiều nha mọi người. Mọi người quan tâm mua thịt anh thì cứ liên hệ cho em. Kết nối bên Zalo thì mọi người sẽ có được nhân viên thợ anh nó ưng ý với mình hơn. Bên em còn có bán thợ anh tinh thể luôn nha mọi người. Đây là đá thạch anh tự nhiên nha mọi người. Đây là hàng chuẩn luôn. Viên này nó đẹp nha, toàn
Da kính của nó là zin luôn nha mọi người, tứ diện, đầu chóp hay mũi cạnh nó nằm một phần rất đẹp. Viên này cao lên là khoảng 40 nha mọi người, cao 40. Đá ở đây nói chung hoàn toàn tự nhiên nha mọi người. Năng lượng thì khỏi bàn nào. Đây mọi người lên cái đôn gỗ nó là ok ha. Viên này tím rồi mọi người, tím nhẹ nè.